Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một dự án rất là thú vị và cực kỳ hữu ích trong cái mùa nắng nóng kinh khủng như hiện nay. Năm nay là bị cả El Nino nên là nó oi bức kinh khủng lắm. Những cái quạt thông thường thì nó có thể là nó không đáp ứng, đặc biệt là chúng ta ngủ ban đêm. Hôm nay chúng ta sẽ làm những cái máy lạnh mini. Và thật ra những cái máy lạnh này cũng rất là rẻ, chỉ dao động khoảng chỉ vài trăm ngàn đến triệu mấy thôi. Nguyên lý chính của nó là nó sử dụng những cái sò lạnh như thế này đây anh em. Những cái sò lạnh này sẽ được sử dụng trong những cái máy nước nóng lạnh thì nhiệt độ nó có thể xuống nó âm độ luôn. Nó sẽ có nhiều công suất khác nhau lắm. Mình mua đến con loại là 150W luôn. Ngoài ra nó cũng có những loại công suất khác. Như sò lạnh này mình mua trên Shopee giá là 125.000 một con. 4 con này sau phí ship là 502.000. Link mua hàng như thường lệ mình sẽ để phần description cho anh em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái dàn tản nhiệt, nó sẽ dẫn cái hơi lạnh ra đây nè. Đây là dàn tản nhiệt dành cho xe. Có luôn quạt, chúng ta sẽ dẫn cái nước lạnh ra đây. Nước thì mình mua cái loại nước này nè. Đây là nước tản nhiệt cho xe máy. Thì ngoài việc làm giảm nhiệt độ, cái nước làm mát này nè, nó sẽ chứa ethylene glycol, nó sẽ chống ăn mòn, nhất là cái phần cát nước này nè. Nếu mà sử dụng nước bình thường sau một thời gian sẽ bị ăn mòn, nó bị hư cái cát nước này. Thì chúng ta sử dụng dung dịch làm mát để hạn chế được cái việc nó ăn mòn. Giá cát nước này không thì khoảng 400 mấy ngàn, còn có cái quạt này thêm thì quạt này 100 mấy ngàn nữa. Nếu mà anh em không có dùng cái quạt này mà có sẵn cái quạt thì khỏi cần phải mua cái quạt, chúng ta chỉ việc treo cái cát nước này vào cái quạt là nó có thể làm mát được rồi. Cát nước này thì tuy giá rẻ nhưng mà cũng khá là ổn nè anh em. Nước sẽ được bơm dẫn vào trong đây, cái đầu thoát ra. Ngoài ra đây có thêm bình nước phụ nữa. Tiếp theo mình có một cát nước thứ hai, mình sử dụng cái cát nước này để tản nhiệt cho sò. Chúng ta sẽ làm lần lượt tản nhiệt đơn giản bằng quạt, cao cấp nhất là chúng ta sẽ tản nhiệt bằng cái cát nước này luôn. Cái cát nước này dùng cho xe máy, giá thì cũng tùy nhiều loại lắm, khoảng 200-400 ngàn. Em ra những cái chợ xe máy á, mua những cái cát nước cũ thì nó sẽ được rẻ. Cái linh kiện tiếp theo đó chính là bộ nguồn. Bộ nguồn này thì nó rất là quan trọng nha, do nó phải cấp nguồn cho sò nè, nó cấp nguồn cho quạt tản nhiệt, cấp nguồn cho máy bơm, nên là anh em nên sử dụng cái nguồn loại tốt. Mình cũng mua được trên Shopee, giá cái nguồn này là 230.000. Cái linh kiện tiếp theo cái dự án đợt này thì nó khá là tốn kém luôn. Ngoài cái tản nhiệt nước á, thì mình sẽ xem là cái hiệu quả nó như thế nào. Dùng nhiều loại tản nhiệt lớn luôn nè, dành cho CPU. Nó có nhiều loại lắm, 4 ống đồng, 6 ống đồng. Thì đây là loại tốt nhất 6 ống đồng nè. Rồi trong đây nó có quạt luôn nè, có những loại có 3 quạt. Giá của cái tản nhiệt CPU này á, là 235.000. Hai cái sau khi ship là 488.000. Đó, thì thay vì tản nhiệt nước thì chúng ta sẽ làm thử một cái bảng tản nhiệt bằng quạt CPU xem như thế nào. Cái tản nhiệt này loại rẻ nhất nè, nó sử dụng tản nhiệt nhôm. Ở trên đây thì sẽ gắn được 4 cái quạt dùng cho 4 sò. Cái quạt nó cũng khá là nhỏ, 290.000. Một cái thứ không thể thiếu nữa đó chính là keo tản nhiệt, 9.000 một cái ống chích như thế này thôi. Chúng ta sẽ đến máy bơm, mình mua 2 cái máy bơm 55.000 một cái. Bây giờ chúng ta sẽ lắp thử 2 sò ha. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng 4 sò bằng cách là chồng hai mặt hai bên như thế này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp thử 2 sò lên ha. Tôi sẽ cho keo tản nhiệt vào. Cái quạt tản nhiệt của cái CPU này mình thấy cũng hiệu quả lắm nha. Cái luồng gió ra đây khá là rõ luôn nè. Này, nhiệt độ xuống rất nhanh luôn. Chỉ còn 5 độ thôi nè, 3 độ. Sò này công suất cũng rất là lớn. Chúng ta chọn loại này đến 150W lận. Đây xuống âm độ luôn rồi. Ta coi tối đa nó có thể xuống được âm bao nhiêu. Hiện tại là âm 2 độ luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với hệ thống nước tản nhiệt ha. Cái dàn nóng và dàn lạnh này nó phải xa nha, nó mới có hiệu quả tối đa. Dàn nóng hiện tại chúng ta sẽ có như thế này. Lát nữa chúng ta sẽ thử nghiệm từng loại, hiện tại chỉ dùng 2 sò thôi. Đây là cái đầu nhiệt kế để đo nhiệt độ ở phía trước quạt này. Hiện tại thì phía trước quạt này mình thấy cái cảm giác cái luồng gió mát nó rất là rõ luôn. Và chúng ta thấy nhiệt độ nó giảm dần luôn nè. Hiện tại nhiệt độ phòng đang khoảng 30 độ C. Sau khi chạy khoảng 15 phút thì chúng ta đã xuống đến nhiệt độ đến 26 độ luôn nè. Rất là hiệu quả luôn, cái luồng gió rất là mát. Phía dưới dàn nóng thì chúng ta sẽ có đây, hai sò lạnh nó đang ngưng tụ luôn nè. Phía trên nó có rất nhiều nước luôn ha. Rờ vào cái ống nước này thấy cái ống nước này nó lạnh. Và ở đây trên cái ống nước nó cũng có hơi nước ngưng tụ luôn nè. Hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ làm cái ống này nó ngắn lại, nó vừa đủ thôi. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ bao cái lớp mút cách nhiệt là nó sẽ hiệu quả nhất. Hiện tại thì cũng đang bị thất thoát nha. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên 4 sò sử dụng quạt và sau đó mình sẽ nâng cấp lên cái hệ thống cao cấp nhất là tản nhiệt bằng nước luôn. Okay, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng 4 sò, tăng cái công suất lên gấp đôi đó. Quạt loại nhỏ phổ thông bình thường thôi thì cái này nó sẽ rẻ hơn nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lắp 4 sò lạnh này lên, mặt có chữ là mặt lạnh ha. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cho sò cũng như là hệ thống tản nhiệt này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chạy ha. Rồi sau thời gian chạy khoảng 10 phút thì chúng ta thấy là
nó có một cái điều nghịch lý là chúng ta càng chạy là nó càng nóng. Cái hơi từ trong cái bộ tản nhiệt này nó ra nó còn nóng hơn nhiệt độ bên ngoài rồi. Hiện tại nó lên đến 34.5 độ luôn rồi và tiếp tục tăng. Ở đây thì chúng ta thấy là nhiệt độ của mặt trên của sọ, mặt nóng của sọ đang khoảng 60 độ C và cái mặt dưới của sọ, mặt lạnh á, thì nó lại lên đến 36 độ. Nghĩa là cái hệ thống tản nhiệt đối với 4 sò 150W chúng ta sử dụng 4 quạt này là nó không đủ. Do nó không đủ tản nhiệt ra nên là cái mặt lạnh nó không thể nào lạnh được mà nó còn nóng hơn khi không chạy nữa. Cho nên kết luận là nếu mà chúng ta sử dụng hệ 4 sò này thì cái hệ thống tản nhiệt nó phải là tốt hơn, nó phải mạnh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên tản nhiệt nước cho dạng nóng này luôn. Đây sẽ nói vào hai cái tản nhiệt nước nè, một cái dẫn nước lạnh ra nè, còn đây nước nóng nó sẽ dẫn ra đây. Đây chúng ta sẽ nối vào cái tản nhiệt xe máy đây ha. Ta sử dụng hai quạt, một quạt hút, một quạt thổi. Đây là dàn lạnh giống như chúng ta dùng nãy giờ nè. Còn đây là dàn nóng. Dàn nóng mà bây giờ đã được nâng cấp lên tản nhiệt bằng nước luôn. Rồi chúng ta thấy hiệu quả rất là rõ ràng ha. Hiện tại là nó giảm được hơn 3 độ luôn rồi. Nhiệt độ môi trường bên ngoài hiện tại là 30 độ 2 nè. Chúng ta đã xuống được 27 độ sau khoảng 15 phút. Cái ống nước bên đây nó rất là mát luôn nè. Còn bên đây thì nó ra thải hơi nóng ra. Bên đây cái ống này nó nóng. Những cái việc tản nhiệt cho cái dàn nóng rất là quan trọng. Chúng ta tản nhiệt càng mạnh thì những cái sò lạnh này nó sẽ càng lạnh. Còn nếu mà tản nhiệt không đủ thì nó không thể xuống lạnh được sâu và thậm chí là nó bị nóng thêm luôn. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành và chế tạo thành công máy lạnh mini sử dụng sò lạnh tùy ngân sách từ thấp đến cao ha. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.